sông đen ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa che đàn con nằm ngủ cánh từng bước chân.
sung bát nam. Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy. Quá tuyệt vời luôn. Hay quá con ơi. Với cái bài hát này tự nhiên làm cho tất cả mọi người cảm thấy yêu quê hương Việt Nam mình hơn rất là nhiều. Cảm ơn con gái nha, đã mang đến một tiết mục thật là hay. Nhưng mà không biết mấy cô chú giám khảo, mấy cô chú trong ban giám hiệu nghĩ sao đây. Mời chú Quang Lê. Chú thấy là những cái quãng thấp giọng có đầy tình cảm. Con lên cao cũng không phải là gao gắt, mà con lên cao chú thấy được cái tình trong đó. Và cái thần thái con trình diễn trên sân khấu như là một ca sĩ chuyên nghiệp. Chú yêu con và chú đồng ý cho con một phiếu. Cô nghĩ khi cái chương trình này phát lên á, thì khán giả mà ngoại kiều, Việt kiều á, sẽ rất là thích bài này, rất là xúc động. Là tại vì khi mà ta nghe cái câu máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam á, rất là gây cảm xúc cho cái người mà xa xứ. Da hay dở không cần biết, tự nhiên cất cái câu đó lên, nhất là Tết, nhất nó gần ha, xong tuyết rơi lạnh lẽo, chu cha hát bài này lên á, tôi nói thiệt khóc liền. Tại vì dễ gây cảm xúc á, mà một cái đứa bé nhỏ xíu như con nữa, bận một cái bộ đồ dân tộc tứ thân mà lại rất là đơn giản, không có bị màu mè xến xúa nhiều như là cô Hương nè, ngắn bơ ngắn lướm tùm lum, con mặc bộ đồ không có một cái nơ bông gì hết, rất là giản dị. Xong hát cái câu đó lên nữa, trời ơi, lúc mà con cầm cái con có hát, con trộn nhìn thấy con đẹp dễ sợ luôn á. Ừ, cho nên nói tới cái xúc động khóc cái lên hình cái ta nói tôi mít ướt. Vậy thì bây giờ ý kiến của cô Hương sao? Cô Hương lựa chọn không? Chịu. Cô Hương chịu rồi, mình có hai vé rồi. Như cô thì cô rất cảm ơn ba mẹ con đã chọn cho con một cái nhạc phẩm nói về quê hương của mình. Cái điều đó là cái điều rất là đáng quý vô cùng. Nhưng đối với cô thì cô chưa có cảm nhận gì, tại vì con chưa có cái gì để gọi là đặc biệt để con bước vào, để mà con được thi thố cùng với bạn. Cô xin lỗi con. Cô Hằng không lựa chọn. Và cuối cùng Trang hơi mọi thứ Trang, tùy thuộc vào cô. Em là vì sao sáng. Em hãy nói đi. Trời, vì sao sáng. Ok, cô tóm lại cái phần tiết mục của con như thế này. Có cảm xúc, gây được cảm xúc cho các cô chú ở đây. Nhưng mà kỹ thuật là vô cùng quan trọng, bởi vì mình đi thi là thi hát. Tuy nhiên, để ý kỹ lại, cô thấy con có phần âm trung và âm cao tốt. Cô hy vọng là con vào các đội này, cô chú, các cô chú huấn luyện viên có thể làm cho con tốt hơn, cho nên cô cho con một cơ hội. Yeah. Oh, yêu. Cảm ơn cô Đăng Trang. Làm con gái khóc rồi kìa, con gái hồi hộp quá, xúc động quá không con. Thôi cô Trang lên với con kìa. Okay, cô Trang, okay. Hãy ôm cô Trang, cảm ơn cô Trang, nhanh. Phải cố gắng hơn nha con, phải cố gắng hơn thật là nhiều nha con. Con xin chào ban giám khảo. Bây giờ con xin bắt đầu màn trình diễn của con là Cô Ô Thương Nhớ. Con tên gì? Dạ con tên là Nguyễn Ngọc Quy Chương. Năm nay con 7 tuổi, con đến từ An Giang. Rồi.
Trời ơi, tôi chưa bao giờ tôi gặp một ca sĩ nào hát nhạc rock mà cái mặt bún ra sữa vậy. Dễ thương quá, nãy giờ con hát là thấy chú Chí Thiện ngồi nhoi nhoi nhảy như nhảy ngựa luôn vậy đó. Tại vì hả, bé vừa có cái phong cách biểu diễn, nhìn cái đào quả đầu rồi tôi mê rồi. Trời đất ơi, ai làm tóc cho con vậy? Dạ, mẹ con làm. À, trời ơi, khi mà đứng mà con giao lưu á thì con lại trở lại một đứa nít rất là dễ thương. Và khi con hát con rất là máu lửa. Chú thích nhất là cái đoạn mà con hát con đang về anh đó nè, rất là biết cách diễn và biết rất rất biết cách dàn dựng để tiết mục của con hấp dẫn. Con có biết diễn kịch không? Dạ có. Tại vì con lanh quá à, biết làm chủ tình hình sân khấu. Con có biết tại sao mà nãy con hát ngựa ô mà ngựa ô chạy lẹ dữ vậy không? Tại con đâu có hát đâu, con hát không, con chạy quá trời chạy luôn. Dưới đây cô, vì cô còn xém chạy luôn á. Thiệt á, lúc sau là chịu bứt xà luôn, chịu nổi là xét luôn, lên tới tuốt trên trời luôn rồi. Ngựa chạy mất tiêu luôn rồi. Nhưng mà dễ thương quá. Nhưng mà diễn tốt quá. Diễn tốt. Lên sân khấu diễn kỹ thuật máu lửa. Của con máu lửa mà biết cách diễn, biết cách thu hút khán giả lắm. Có duyên nè, đồ mẹ may cho con rất đẹp nè, giọng sáng, có giọng. Nhưng mà tổng thể chưa chắc. Bởi vì sao? Bởi vì mình chưa có bình tĩnh. Cho dù mình hát bài chậm hay bài nhanh, mình cũng phải tập trung, mình cũng phải rất là điềm tĩnh để mình xem mình đang làm cái gì, đang kể câu chuyện gì nha con. Dạ, cảm ơn. Thôi là thất nhịp là rất là ổn, với thêm nữa phát âm phải gọn lại. Có nghĩa là lần sau sẽ quay trở lại con sẽ chắc hơn nha. Ok. Hả, vậy là cô không chọn hả? Vậy không chọn rồi, giờ cô Diệu Hương chọn không cô Hương? Nếu mà con thi kịch á, thì cô chọn, con thi ca thì hẹn con mùa sau. Dạ, con kịch được cô. Thì cô cho diễn con coi, diễn cái này. Thôi giờ vậy đi, giờ con có thể con diễn một cái đoạn nào đó mà con đã chuẩn bị từ trước rồi cho các cô chú đây coi hay không? Dạ có. Rồi, mình thử diễn coi sao. Thằng diễn một bơm mình. Rồi, diễn luôn, thằng bơm. Mằng việc từ sáng sớm tình mờ tới giờ. Tàn ơi, nó mệt gì đâu à. Người ta mới có 7 tuổi à, mà cái lão phú ông này bóc lột sức lao động trẻ em dễ sợ luôn. Làm ghiếp mà bơm tôi càng ngày càng ớn à. Biến đổi khí hậu làm cho đâu đâu cũng nóng quá trời quá đất. Cũng nhờ cái quạt mo này mà con người tôi mới mát từ chân tóc, mát xuống cái móng giò, mát từ trong ruột, mát ra cái mặt tiền. Điện thoại reo. Phú ông. Alo, Phú ông gọi con có chuyện gì vậy? Hả? Đổi quạt. Muốn gì ông cũng chịu. Dạ, ông đổi cho con cái gì cũng được. Nhưng con không lấy ao sâu cá mè, một bè gỗ liêm, con chim đồ mồi đâu nha. Mấy cái đó xưa rồi diễm. Theo câu chuyện là con lấy gói xôi hả? Ok, bé chịu. Em lấy lẹ nha ông. Không phải một gói mà là 1000 gói nha. 1000 gói đó người ta chia cho cả làng, ai cũng được ăn no nê. Còn cái mạt mo này, lão phú ông cứ đem về mà quạt cho mỏi tay đi nha. Bơm đi mua máy lạnh đây. Nhớ nghe, đừng khinh thường chỉ không của con nít nha phú ông. Đây, cảm ơn con trai đến đây. À, Bơm vừa mới trình bày thêm một cái khả năng khác của mình, đó là diễn kịch. Cô Việt Hương thấy sao ạ? Chịu hả? Chịu. Dạ. À, chỉ có điều là giờ nè, bây giờ cho con vô thì không biết là cái đội bên kia, cái thầy các cô giáo, thầy giáo là sẽ cho con đi về cái phần nào. À, phải cho con một cái phần gì mà có chút xíu hát và có chút xíu diễn nữa mới được. À. À. Thì cái đó là tùy thuộc vào thầy Chí Thiện, thầy chú Diện. Lê sao? Thật sự là từ lúc mà con hát là chú đã đồng ý rồi. Tại vì khi mà có những cái khuyết điểm nhỏ thì chú cũng không có phải là quá khắt khe. Nhưng mà đến khi mà con lại trổ thêm một cái tài năng mới thì lúc đó chú lại càng thích hơn. Và chắc chắn con sẽ nhận một phiếu từ chú Quang Lê. Một phiếu từ chú Quang Lê. Dạ, con cảm ơn chú. Cô Hương ơi, giờ cô Hương có suy nghĩ lại chưa? Cô chịu rồi. Vậy là 2 phiếu rồi. Dạ, con cảm ơn cô. Một phiếu nữa thôi, từ cô Đăng Trang hay cô Thanh Hằng đây?
Cô Đăng Trang, cô thấy con có một cái sức hút gì đó. Mặc dù mọi thứ nó chưa có chắc chắn đâu, nhưng con có sức hút. Chúc mừng con, cô sẽ cho con cơ hội. Yeah! Dạ, con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đăng Trang. Trời ơi, nãy giờ chú cứ lo là mấy người chú nó không chọn. Bởi vì chú thấy, chú thích con từ khi con bước ra sân khấu rồi ha. Một cái cậu bé mũm mĩm dễ thương, mặt tròn quay sáng trưng vậy nè mà hát rock. Thì đương nhiên ở tuổi của con vẫn còn một số cái khuyết điểm, nhưng mà không sao đâu, chú Chí Thiện sẽ khắc phục điều đó cho con. Và chú Chí Thiện nhớ nha, hãy tạo ra những tiết mục nào đó mà phát huy luôn cả cái phần diễn xuất của bé nữa. Chạy về với thầy của mình đi con. Dạ, con xin kính chào quý thầy cô và quý vị khán giả. Con tên là Dương Ngọc Hà. Nghệ danh của con là Candy Ngọc Hà, năm nay con 5 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con rất vui khi được mặc áo bà ba, mang dép râu và đeo khăn rằn. Mọi người biết con hát bài gì không ạ? Con hát bài bài ca Người Nữ Tự Vệ Sài Gòn, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Khoan, đứng yên đó. Trời ơi, đừng lên đây làm gì nữa.
Rồi, con ơi, đây là chú Quốc Đại nha. Đây là cô Tú My nha. Cô mang giày cao nãy là chú. Cô đi chậm hơn chú thôi chứ không phải là cô muốn chậm hơn chú đâu. Trời ơi, cô yêu con quá. Chưa, bây giờ là chưa được đụng vô hiện vật. Con qua đây con, chú Minh Xù sẽ bảo vệ con. Bây giờ nè, để cho con gái em tâm sự chút xíu nhẹ. Nãy giờ con hát cái bài này, con hát xong rồi, con thấy như thế nào? Dạ vui. Vui, đúng không? Mọi người thấy hay không à? À. Thật sự hồi nãy khi mà con bước ra, cái con giới thiệu tên con là thầy Quốc Đại là thấy chịu quá rồi. Rồi xong rồi con giới thiệu cái bài bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn. Thầy Đại định nói, thôi thôi con khỏi hát đi, con về đòi thầy Đại, đội của thầy Đại luôn đi. Giờ bà, nữ tự vệ Sài Gòn này mà bước ra cái là đối thủ là té rạp, không ai nỡ mà làm tổn thương cái người nữ tự vệ này, đúng không quý vị? Đúng rồi. Mà hát lên câu đầu là thôi, là thầy đã thấy con nè, hát rất rõ chữ nè, cột hơi cũng khá vững nè, con về đội thầy nha con. Con biết sao con bấm trễ hơn chú Đại không? Tại vì là cô say sưa nghe con hát vậy đó, mà cô quên bấm con luôn. Đến lúc mà chú Đại thấy đèn chú Đại sáng, cô nói chết rồi, chưa bấm bé. May là con còn hát. Cô bấm thì cô thấy ở con á, giọng con rất là khỏe nè, đặc biệt là cái nhịp rất chắc. Bởi vì theo cô thấy trong cái bài bản phối của con á, trong cái bài này thì nó có những cái câu chuyển rất là nhanh, mà con trụ được cái nhịp, cái cao độ con vẫn giữ chắc được. Nên là con rất là tiềm năng con ơi, con phải về đội của cô thôi. Rồi, cái sự chiêu dụ đó đây đã hết. Con đội về đội với thầy đi. Biết sao không, thầy là fan hâm mộ của con. Hồi nãy giới thiệu tên là thấy quen quen rồi. Nói ý, hình như là Á hậu của Miss Baby Việt Nam. Đúng không con? Dạ đúng. Thấy chưa? Thầy Đại là fan hâm mộ của con. Bây giờ con phải về với thầy Đại được. Cái bài đó xưa lắm rồi con ơi. Con thích công chúa Elsa không? Dạ thích. Đó, con có thấy cô giống công chúa Elsa không? Đó. Con gái, qua đây với chú Minh Xù trước, qua đây bình tĩnh con. Con yên tâm đi con vô đội thầy Đại thì con đi quay con cũng con gặp công chúa Elsa à. Cô á, cô sẽ cho con thành một công chúa Elsa xinh đẹp. Hello, đó, con thấy chưa, lên sân khấu, bên đây là cô Phạm Lịch nè. Đây cô Huỳnh Mến nè. Cô là người làm chứng hồi nãy á, là khi mà con vừa bước ra sân khấu á, chú Đại hào hứng vô cùng luôn. Con nhớ đoạn nãy con nói con bắn không? Con làm lại cái đoạn đó con nhớ đoạn đó không? Con đang là con bắn đúng không? Chỉ có con chỉ có bắn trúng cô với chú Đại thôi, còn hai người kia không bắn trúng. Thì đúng rồi, phải bắn chú Đại với cô Lịch xỉu đi để về đội cô Mến chứ sao? Đúng rồi. Mình bắn đó là bắn tim đúng không con? Mình hư mất gì mình bắn đúng không con? Không, bắn đó là mình bắn tim. Bây giờ cô hỏi con xíu được không? Dạ được. Con có thích nhảy múa không? Dạ thích. Ngoài hát cái thể loại này ra con có thể hát được cái nhạc nhảy không? Con biết nè, cô con biết nhảy, nè. Nhảy con biết nhảy, con biết nè. Đúng không? Cô biết là con biết mà, mấy bạn này biết kể bạn nó đi. Nói nghe nè, nếu mà con mà về đội của cô Mến với cô My nha, cô My sẽ huấn luyện cho con nè thành một cô gái xinh đẹp hơn. Giống như bây giờ con đã xinh đẹp đúng không? Đó, con xinh sẵn rồi. Đó, đây chị đang nói. Bây giờ con xinh sẵn rồi đúng không? Cộng thêm nét đẹp của cô My nè, cộng với là cô Mến sẽ huấn luyện cho con nhảy nhiều hơn nữa. Xong rồi con sẽ vừa hát vừa nhảy luôn, chịu không? Nè bây giờ bình tĩnh nè, để cho con nói cái nè. Thời gian chiêu dụ đã hết. Dạ. Xin mời hai lớp chúng ta về chỗ. Không được nói nữa hả? Dạ hết rồi. Bây giờ mình về chỗ để cho con gái em chọn nè. Đó, trước khi về là về với đội fan hâm mộ đó. Còn dụ nữa, lên đây dụ dỗ mà không có quà gì cho con hết đúng không? Thấy có quà đâu, con thích quà không? Dạ thích. Đó, thích quà nữa. Hy vọng rằng là cái món quà lớn nhất là khi mà con chọn được đội nào, con về với đội đó là con sẽ được học hỏi thêm, con được dạy dỗ thêm, con được hát hay hơn và nhảy đẹp hơn. Chịu không? Rồi, nãy giờ lắng nghe sự chia sẻ và góp ý cũng như là chiêu dụ đến từ các thầy cô của mình. Hai lớp, con phải chọn một lớp thôi. Con nghĩ là con sẽ chọn lớp nào? Dạ, cả bốn thầy cô ai con cũng thích hết. Nhưng mà tiếc quá, con chỉ chọn về được một đội thôi. Thì con sẽ về đội của... của
thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Xin mời con. Yeah.
Một tràng pháo tay cho Mai Anh. Cô có nghe trong giọng hát của con thì có run không hề nhẹ. Bạn phối của con á, phải chi mà nâng lên một tông nữa cho nó sáng giọng con thì sẽ những cái nốt thấp con sẽ không bị mờ. Và khi mà mình rung á, mình xử lý nốt thấp rất là khó. Đã vậy bản phối còn thấp nữa thì lại là một cái điều không có tốt cho con. Tuy nhiên rằng trong lòng cô đã chấm con được 8 điểm rồi, bởi vì là cái ngân này, cái luyến của con rất là tốt. Vẫn còn một số hạn chế về cái âm vực thôi. Thử cái này thử nha, bây giờ cô My lên đó, cô My kiểu cho bé nó hát lại coi chị thấy coi nó có khác gì không nè. Bài một bài nào quen hơn? Dạ bài Giọng Cổ Buồn. Rồi, cô kiểu trước cho con nha. Đêm dài nghe tiếng giọng cổ buồn, nức nở dần trăng khuya cũng đang buồn tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp sông loan ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Anh giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại dần trăng khuya cũng đang buồn tiếng khóc. Nức nở dần trăng non hai đứa vẫn hẹn hò. Cô mến ơi, cô hãy bấm nút xanh liền. Chúc mừng con, ngày hôm nay thật sự là chú thấy là con hơi hồi hộp, có hơi run một tí. Đó, có cô My ở đây rồi chắc chắn là con sẽ yên tâm hơn với những cái tiết mục về sau của con. Khi mà con hát bài này á, với tà áo dài màu này, rồi con có biết không, đằng sau sân khấu của con á, cái đèn LED á chiếu lên cái, ôi sao mà nó đẹp dữ lắm con ơi. Thầy Đại thích một cái chỗ là con hát là phải chỉ có thằng bay về. Ban đầu á con ra này, thì con bỏ nhỏ cô vẫn chưa có bị thuyết phục lắm. Tuy nhiên rằng đến cái câu mà phải chỉ có thằng bảy, đúng rồi, lên được chữ có đó, cái đó mới quý đó, đã không phải ai cũng hát được cái chữ có đó, đúng không? Nghe thương dễ sợ thương ha. Đúng rồi, rất là nói chung là con có cái tình cảm ở trong đó, và ngày hôm nay con đã thuyết phục được một lớp học của mình rồi, và chúc cho con sẽ được rèn luyện nhiều hơn và con sẽ tự tin hơn ở tiết mục tiếp theo nha. Chúc mừng cho con về với đội của cô Huỳnh Mến và cô Tommy. Kết thúc những phần biểu diễn rất xúc động, làm muôn cánh chim
tay vững bước đi lên viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát cùng hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam. Dù ở nơi đâu nhưng trái tim vẫn nồng say với dòng máu quê hương tươi hồng muôn sắc thắm. Dòng máu quê hương từ những ngày mở cõi cho đến hôm nay, người người chung tay ra sức xây đời. Hội ngộ kết chặt ân tình để mối lương duyên, con cháu ra đời gây dựng tương lai, kẻ chốn rừng sâu người miền biên thầm. Đất mẹ muôn đời chung lòng gìn giữ, cùng siết chặt tay báo về sơn hà. Ra đi xa giang quê mẹ hiền trông theo, chốn biên cương ngày đêm vững lòng, vì quê hương núi sông đang cần. Trong gian gian gọi mời những niềm tin, quê hương mình từng cánh chim trao lượn dệt nên khoảng trời xuân lộng lẫy ở quê mình. Hãy hát khúc ân tình giữa quê mẹ yêu thương, khúc hát lạc hồng từ muôn đời gian dòng, để Việt Nam ta ngàn đời đêm mãi từ trang sử hào hùng cho đến nơi ngàn xa. Chào vỗ tay thật to nào quý vị. Một phần ra quân rất hùng hậu của tập thể lớp dân ca cải lương dân gian đương đại của thầy Hữu Quốc. Trong cái tiết mục này là thầy Hữu Quốc có ý đồ gì không mà để cho các bé xuất hiện cùng với Thế Thanh luôn ạ? Thực sự thì không phải là áp đảo hay gì hết, nhưng mà từ ngày mà tiếp nhận các em thì Hữu Quốc đã tập cho các cháu nó trở thành một cái gia đình. Mà ở đó thì là Thế Thanh là lớn nhất, là anh hai, rồi chị ba, anh tư, rồi chị năm, cho đến là Út Điệu là bé thiếu vi. Thì các cháu đã sinh hoạt như một cái gia đình rồi. Và không phải riêng tiết mục của Thế Thanh đâu, mà 6 tiết mục còn lại thì đều có cái sự hỗ trợ của toàn gia đình của dân ca cải lương. Một cái không khí rất là gia đình. Và anh Hữu Quốc thì luôn tự nhận mình là ông Năm. Hồi nãy Đại Nghĩa có lén theo dõi thì thấy anh Hoài Linh rất là xúc động khi xem tiết mục này. Mời ý kiến của anh trước ạ. Trước tiên thì tôi phải cảm ơn ông Năm Hữu Quốc về cái phần dàn dựng và cách xây dựng ý tưởng. Thì tôi không bao giờ có cái sự nghi ngờ gì
về cái nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Thì đây không phải là một cái mở màn riêng cho chương trình này, mà là một cái mở màn rất là đẹp cho cái gia đình của nhóm dân ca cải lương. Và còn về cái phần của Thanh á, thì chính bản thân con coi thử là hiện giờ con đang bắt đầu bể giọng nhé, và cái chương trình này nó còn đi đường dài, thử coi là mình có giữ được cái lâu lâu cái tiếng ét ét ở trong cái lúc con bể giọng hay không. Chứ hiện tại này thì chú thấy là rất là ổn, mà khi mà con lên giọng cổ, con cấn lên cái xong con xuống trở lại là chú với cô Hai Hằng là nhìn qua là thấy à, trời, thằng này nó giỏi quá rồi. Cảm ơn chú Hoài Linh. Nhắc lại những cái kịch bản ngày xưa đó, thì cũng có một thời gian vừa bay ở trên không trung vậy mà ca giọng cổ thì Thanh Hằng cũng đã diễn rồi. Mà khi nãy là Thanh Hằng thấy con đứng lên mà trông trên vậy mà con vô giọng cổ, mà trong giữa cái vế hai mà con có luyến một cái đó nữa, nó rất là đặc biệt. Tổ nghiệp đã cho các con, bây giờ con nói thật sự á, các con đúng là thật, tổ nghiệp cho con là cái danh nghệ sĩ rồi đó. Đã lắm, mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Mình phải sang. Ai ăn hủ tiếu gõ không?
biệt. Lập cho chú giờ bò vào viên không thôi, không ăn hủ tiếu đâu. Ăn hủ tiếu nhiều mập nha anh Quy. Trời Vũ, hồi nãy em nghe em tưởng là nữ. Đúng đó, thật sự là như vậy, tưởng là một cô bé. Đúng là mở cánh cửa đó ai cũng bất ngờ hết. Bất ngờ luôn. Bây giờ con giới thiệu về bản thân mình cho cô chú biết đi. Dạ con xin tự giới thiệu, con tên là Lê Tèo Em, con đến từ Cà Mau, năm nay con 14 tuổi. Tèo Em hả con? Tèo Em cái tên nghe dễ cưng dễ sợ. Hôm nay con lên đây với ai? Dạ con lên với ba. Gia đình con đang làm công việc gì? Dạ mẹ con đi làm chuyên nghiệp, còn con với ba thì đi bán kẹo kéo. Vỉa hè chính là sân khấu lớn nhất, sân khấu trải dài cả một thành phố. Ở đâu có khán giả, ở đó chính là sân khấu của con. Xe máy, lo, micro có thể là tài sản lớn nhất của chúng con, nhưng âm nhạc mới thật sự là điều tuyệt vời nhất. Từ Cà Mau lên đây, cuộc sống ở nhà thuê nơi đây mai đó vất vả lắm. Thấy con lạc quan nó mê hát tôi cũng mừng lắm. Chỉ mong cho con đừng bỏ cuộc, cả gia đình cùng ủng hộ con. Mong ước lớn nhất của con là bước lên một sân khấu chuyên nghiệp để trở thành một ca sĩ. Lúc ấy con sẽ cho thằng em đến trường và cả con nữa, con cũng sẽ đi học. Cả nhà sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Hy vọng giấc mơ ngọt ngào này sẽ sớm trở thành hiện thực. Từ lúc nào? Dạ từ lúc con học lớp 4. Con có muốn đi học lại không? Dạ muốn. Nếu như mà chú có thể giúp con đi học lại, con có chịu đi học lại không? Dạ chịu. Cái lời hứa này thì nó nặng ký lắm. Đối với chú, đi học là cái quan trọng nhất ở trên đời. Dạ. Tại vì nó sẽ giúp mình có một cái nền tảng để sau này con muốn làm gì cũng được trong cuộc sống hết. Dạ. Hôm nay mình có duyên mình gặp nhau, chú gạt cần cho con. Chú hứa với con là chú sẽ tìm đủ mọi cách để cho con có thể đi ăn học tới khi con ra trường. Dạ. Con đồng ý không? Dạ đồng ý. Tèo Em ơi, tại sao con quyết định tham gia chương trình này? Dạ tại vì con đam mê trở thành ca sĩ. Con còn có ước mơ nào khác nữa không? Dạ. Yeah, vậy đủ rồi. Với giọng hát như thế này thì cô nghĩ rằng là ước mơ đó hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực trong tương lai. Vì con là một người có giọng hát rất là truyền cảm. Trong cái giọng hát của con á, nó có nhiều cái tâm sự lắm. Nhưng mà trước khi mà thực hiện cái ước mơ lớn đó thì bằng cách nào đó phải quay về với việc học, vì nó sẽ giúp cho con thay đổi cuộc sống và gia đình của mình nó sẽ khá hơn. Bây giờ con an tâm rồi đó, con sẽ đi học, chắc chắn con sẽ đi học. Và chú sẽ bảo đảm con phải đi học, con không đi học là chú sẽ đánh con. Đánh đòn đi nha. Tèo Em, khi mà con nói về mọi thứ, khi mà con hát, khi mà con xuất hiện, con làm cho mọi thứ giống như dừng lại để nghe con. Và thật sự là cô và cả chú Huy cảm ơn chú Dương Trường Vũ đã tạo điều kiện cho bé lại quay trở lại đi học. Được một cái hành động rất là đẹp. Cô sẽ không nói thêm về cái gì hết. Quan trọng là con thích cái gì, con muốn chọn đội ai con cứ chọn. Chú nhìn con, chú không có thấy được cái sự tủi thân hay là cái gì hết. Con rất tự tin. Tự tin, con tự hào về bản thân con. Cái đó là nơi con bắt đầu, nơi con tới đâu thì cái đó hoàn toàn do con quyết định. Con cứ chọn đi. Rồi, sân khấu là của con nha. Dạ. Bây giờ con chọn đội bên nào thì cứ chạy đến và ôm chầm cô chú. Chạy tới. Để nói, để nói. Mình bỏ qua cái vụ mà chạy lại ôm chầm hay không vậy? Lần nào chạy lại ôm tôi cũng không có trường. Con nói đi. Dạ, con xin về đội của cô Ốc và chú Dương. Chúc mừng Tèo Em đã trở thành một thành viên trong đội huấn luyện viên Dương Trường Vũ, Ốc Thanh Vân. Hãy quay trở lại trường học và tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát của mình nhé. Như anh đuổi bước. Chú ơi, cho dĩa Ốc lên không chú ơi? Anh ơi, chú bán ơi, cái đồ từ xa. Nè em mang đi em. À, em mang đấy. Cả đêm sóng bóng chớt thu bé lại tự bằng một cô gái. Bây giờ gì đâu mấy đứa con nít nói bay lớn mà hát.
Anh ơi, ủng hộ tụi em vài cây kẹo kéo được không anh? Không, không, chị không mua. Chị ơi, ủng hộ tụi em vài cây đi chị. Thôi, chị sao mua tụi con đâu. Nhỏ mà hát nhạc người lớn không vậy? Mấy nhạc này trốn có thích. Em có biết hát nhạc dân ca không? Dạ biết. Em bán kẹo kéo á, mà em dạ. Hát nhạc dân ca thì nó tình cảm hơn đúng không? Dạ. Bây giờ em hát nhạc dân ca đi. Nếu mà hát hay á thì chị sẽ mua kẹo cho em, được không nè? Dạ, dạ để rồi. Em ra chuẩn bị nha chị. Rồi. Yo. Và theo lời yêu cầu, con xin rể của chú chị một bài hát dân ca được mang tên Đêm Mưa Nhớ Mẹ.
cũng tạm à, bữa nay em bán được nhiều không? Em ế lắm anh à. Thôi đừng buồn, dưới đây nay có quà nè. Hả? Thiệt hả? Ừ. Quà gì vậy? Quà gì vậy? Nè. Quà. Một cái bánh bao hả? Ủa? Ế mà cũng có bánh bao là sao ta? Ờ. Thôi anh hai ăn đi. Thôi Út ăn đi. Anh hai ăn đi. Thôi Út ăn đi. Hay thôi cả hai đứa mình cùng ăn nghe. À. Yeah.
mẹ, nhìn thấy mẹ thương con, em xin lỗi. Sẽ ngồi bên cha nha, còn em sẽ ngồi bên mẹ. Bới chén cơm cho đầy để ta già đua cho lẹ, nghe hạnh phúc reo mừng như tiếng chim ca. Bữa cơm nào cũng vậy, khi tổ cá kho ráo trời phần để nuôi con, anh em mình đều không hề chiêu mà nghĩ thương cha thương cả cánh đồng hoa. Mùa hạ hoa mau, mùa thu tàn hôm nào, mùa đông sẽ lạnh tới đâu, bởi chén cơm không cho đầy để con lẻ. Còn cha cũng chỉ căng rằng cha mãi biết đồng số. Xin đường làm mới mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn quê hương xa xôi từ cơn bước ly hương. Xin rau đắng. Xin chào ban giám khảo và quý khán giả đang có mặt ở tại sân khấu ạ. Tôi xin tự giới thiệu, con tên là Ngô Quốc Dương, mọi người hay gọi cái tên thân thương là Cu Bo. Năm nay con 5 tuổi. Hôm nay con đến với chương trình Tự Tài Suy Nhí, con kể cho một câu chuyện cho ban giám khảo và quý vị khán giả. Câu chuyện được mang tên Tấm Cám.
sao con kể chuyện mà con hết một cái tức tưởi vậy? Tại vì cái nhạc đang máu quá, chú Nghĩa còn tưởng là con phải làm một cái gì nữa, con chỉ nên là hết. Trời ơi. Không, mà đủ rồi. Cái con là một cậu bé 5 tuổi mà cái năng lượng con bung ra như thế là đủ rồi. Con hát cái mặt con máu lắm, con biết không? Cái kiểu giống như con bóng mày mà không lên tao giết mày chết á. Cái kiểu á. Đáng yêu quá. À, mấy cô chú nhận xét về phần trình diễn của con sao ạ? Xin chào Xoái Nhi. Trong cái ca, trong cái diễn xuất của con nó có cái sự tự tin của con vô cùng. Mà những cái lúc mà khi mà đang ca chánh mà có cái nhạc bè trong đó mà con ca vẫn là coi không có một cái gì lỗi gì trong đó hết á. Tuyệt vời lắm. Cô là cô thấy cô chọn con rồi đó. Rất là sáng sân khấu, giọng rất là bén, rất là sáng. Rồi thêm một cái là con cũng biết nhảy nữa. Nhưng mà có điều cô hơi bất ngờ, cô là không biết ai dạy cho con mà cái lúc bóng bóng bang bang, mà cái miệng thì phải bóng bóng bang bang, mà cái chân quơ chừng... quá trời quá. Cái nhịp cũng vậy nữa. Nhưng mà con nhịp rất là chắc, con làm rất là tốt. Chúc mừng con. Chú rất là yêu quý con. Con dễ thương. Con cũng trắng trắng mập mập giống chú. Mập thì là dễ thương đó nha. Tôi nghĩ là cái bên đây là hai người mà sung nhất là anh Đại với lại Thiện là mê. Thiện đó. Dạ. Mê sao chứ Thiện? Dĩ nhiên rồi, Xoái Nhi là phải đi với Xoái ca. Xoái ca luôn. Tự nhận mình là Xoái ca. Tự nhận Xoái ca vậy thầy. Ở đây ai là Xoái ca mọi người coi đi. Mình im lặng đi chị. Chết giờ sao ta? Anh Đại anh nhường em đi. Em năn nỉ mà anh Đại. Này, ở đây là không có nhường nhịn gì ở đây. Bây giờ là Thiện muốn mà giành. Dạ em chắc chắn là phải giành cho bằng được thì... Nhưng mà khó lắm. Sao tại khó vì à? Mặc định là từ 4 tuổi tới 6 tuổi là à không mặc định anh. Em bạn nó hát nhạc nhẹ và bạn nó nhảy phong cách của em không là có em mặc giành định được mà. Nhưng mà mặc định là trên đây có chọn hay không thì dưới đó mới được giành. À, à, dạ giành câu quá. Dạ để em giải trình với ban giám hiệu luôn là thấy ban giám hiệu là ghiền dữ lắm rồi. Là nên mặc định luôn là đậu rồi. À, thầy hiệu trưởng ơi. Đậu không? À, chúng ta cùng dòng nhạc. À, thầy hiệu trưởng ơi. Tuy em không cùng dòng nhạc với anh nhưng bé rất hợp với em. Cho bé về với em đi. Em năn nỉ. Nhưng mà giờ thầy có cho đậu hay không đã? Bao nhiêu hiệu trưởng hiệu phó mê con rồi thì con dạ biết là chắc chắn con sẽ được về. Được nhưng mà bây giờ là bao nhiêu sự đồng ý nhà đầu tiên là giám khảo cô hiệu phó Đoan Trang. Trước đi nãy cô hiệu phó Đoan Trang nói là coi như có một vé đậu rồi đúng không? Giờ nhờ cô khẳng định lại điều đó. Cô đồng ý. Đồng ý. Chúc mừng con. Cô Diệt Hương nè. Đậu luôn rồi. Cô Diệt Hương đậu luôn. Thầy hiệu trưởng Quang Lê. Một phiếu của Quang Lê. Cô Thanh Hằng. Một phiếu của Thanh Hằng. Chúc mừng con. Cái vấn đề là bây giờ con về lớp nào đây nè? Con ơi. Dạ. Con thấy con hợp với chú không? Dạ nè. Có. Dạ có. Đó, thấy chưa? Đây nè. Anh phải làm gì tóc chứ? Tóc màu. Đẹp trai như nhau à. Đẹp trai như nhau. Bổ mồ hôi quá nè. Trời ơi. Trời. Anh Đại, lên kế bên, lên ngồi trời kế bên. Trời đất ơi. Ngồi kế bên đi. Đó. Ngồi đây. Đó. Nói chung là ôi, lạc quẻ dễ sợ. Nói chung là nếu mà sử dụng sắc đẹp á. Không phải, em không có nói về sắc đẹp. Em nói về phong cách trẻ trung xoái ca này nọ. Anh có biết nhảy không? Bông. Đó. Đó, anh nhảy thử coi. Em nhìn bé nhảy rồi em nhảy nha. Cái đó nhảy đâu hồi xưa. Bây giờ sao? Rồi, bây giờ âm nhạc nè. Bây giờ có ai nhảy hợp nhất, nhảy sung nhất thì được nè. Vô, bây giờ con nhảy chung với chú nha. Âm nhạc. Thế là khó quá. Đó. Anh Đại đó ơi. Rồi, khó rồi quá cho Quang nha anh Đại. Cho chàng pháo tay được không? Dành cho bằng được. Em cũng phải dành cho bằng được. Fight. Một mình cá mắt ôm chuyên công về nhà. Tâm mãi trả lo. Hai phút sẽ lên đây ở thật thà. Ui ya, 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 ya. Mang lên
chúc mừng con đã về đội với cô Huỳnh Mến. Tại vì chỉ có cô Huỳnh Mến mới nhảy được vậy thôi. Và cuối cùng là tôi cảm thấy là giữa Quốc Đại và Chí Thiện thì tôi thấy là 1, 2, 3 Quốc Đại. Chúc mừng Quốc Đại. Thấy Quốc Đại nhảy đẹp quá không? Nhảy đẹp quá. Rồi con với thầy giáo của mình đi nào. Hôm sau có quyền qua thăm, có quyền qua thăm. Xin chào các thầy cô và các vị khán giả. Con tên Nguyễn Thị Trúc Mai, năm nay con 10 tuổi. Con đến từ Phú Quốc, Kiên Giang. Và sau đây con xin trình bày ca khúc Cha Già.
con gái đã có được sự lựa chọn đến từ lớp của cô Tố My và cô Huỳnh Mến. Và cảm ơn con rất là nhiều vì đã đem lại một cảm xúc rất là dạt dào cho tất cả quý vị khán giả. Con ơi, con hát giọng cổ được không? Con hát giọng cổ được không? Dạ được. Con hát thử một câu tặng thầy Đại đi. Chú có cảm nhận là giọng của con mà hát giọng cổ chắc hay lắm á. Con hát thử chú nghe được không? Con hát thử một câu đi. Thuở con nằm nôi con đã nghe lời ru đắng nước. Wow, nổi da gà rồi. Ôi lời ru đã giữ nuôi con khôn lớn nên người. Với câu hát đó thì lớp của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch đã lựa chọn con luôn. Niềm vui nhân đôi. Nhưng mà trong cái niềm vui này thì không biết là tại sao Huỳnh Mến lại rơi nước mắt nha. Con hát cái bài hát này á, rất rất là cảm xúc luôn. Cô cảm thấy mình rất là may mắn khi mà vẫn còn có cha mẹ ủng hộ mình. Nhưng mà cái bài hát này nó làm cho cô nhớ tới cái cảnh mà ba mẹ của cô khóc khi mà đưa ông bà. Cho nên là cô cảm thấy rất là đau lòng. Bài hát này qua giọng hát của con, nó giống như là một cái lời nhắc dành cho bản thân cô. Cô cảm ơn vì điều đó. Cô cũng rất cảm ơn con vì con đã cho cô cũng như là tất cả quý vị khán giả thưởng thức một ca khúc rất là ý nghĩa về người cha. Cô rất là xúc động. Và cô nhận thấy ở giọng hát của con á, có một cái tố chất gọi là tiềm ẩn kinh khủng lắm. Khi mà con về đội của cô thì cô nghĩ rằng cô sẽ khai thác thêm những cái tiềm ẩn trong người con. Nãy giờ thầy cô nói cũng nhiều, nhưng mà trên đây thì bạn nhỏ cũng rất là xúc động. Thế không biết là cho chú hỏi là tại sao con lại khóc? Vì con... Mạnh mẽ lên con. Cho cô ôm con nghĩ cái gì con cứ cái nói cái đó nha. Không sao. Cảm ơn con. Màu áo xanh cũng hợp nữa nè. Nữa hả? Đúng rồi, áo xanh là phải về đội áo xanh nha. Cái con gì con ở, cha con ở Phú Quốc á, nên là nhớ cha. Là sao? Ở Phú Quốc mà, lên đây công thi. Chú thấy là con rất là xúc động khi con hát bài này đúng không? Vậy giờ nè, con có muốn nói gì với cha con không? Biết đâu được cha con đang coi trên sóng truyền hình ấy. Cha con nhớ cha niệm lắm, con sẽ về sớm chơi với cha. Đúng là mang trong mình một cái tâm tư như thế mà hỏi sao hát không sụi tôi luôn trời ơi. Mạnh mẽ lên con ha. Mạnh mẽ lên nha. Cô Phạm Lịch chắc có điều muốn nói với con, nãy giờ cô chưa nói nè. Cô thì chỉ chia sẻ về cảm xúc của cô thôi. Đối với con, có thể đến giờ phút này thì mình có thể mình chưa cảm nhận hết được về cuộc sống, hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà cô nghĩ là mình vẫn nên vui vẻ và hạnh phúc khi mọi thứ mình vẫn còn đủ đầy. Tại vì bản thân cô là bố cô mất rồi, chứ cô không được như mọi người là được còn trọn vẹn được nhiều thứ. Nên là cô nghĩ là có thể là bố mình sẽ bận. Người lớn họ sẽ phải đi làm việc, họ phải đi kiếm tiền. Và cái mọi thứ đó là lo là cho cuộc sống mình nó sẽ tốt hơn. Nên là cô nghĩ là đừng buồn và đừng khóc. Thay vì như thế, con đã làm được một tiết mục rất là tốt và đó chính là cái phần thưởng cho chính con và cho món quà vô giá cho chính gia đình mình luôn. Nên là cô hy vọng là con sẽ luôn cười và đừng khóc nữa ha. Đó là cảm nhận của cô. Còn cô đồng ý luôn là nếu con về đội của cô Tú My đó là một điều tuyệt vời. Nhưng mà nếu con về đội của cô thì đó là một điều hạnh phúc đối với chú Đại. Thực ra hai đội gì đội nào con cũng thích đó. Nhưng mà chỉ được chọn một đội thôi thì con xin chọn đội của... chú Quốc Đại và cô Phạm Lịch. Khoan vui từ từ. Cho chú hỏi lý do vì sao mà con lại đưa ra quyết định này của mình là con sẽ về với đội của chú Quốc Đại và cô Phạm Lịch. Tại vì chú Quốc Đại vừa dân ca vừa cải lương. Cô Tố My ơi, cô Tố My biết hát cải lương không? Cô hát cải lương được mà. Con sao trong lòng nhớ bầy tháng tiếng sao bi thương nức nở giữa đêm.
hay không con? Sâu đôi thương loang em cũng đoan trường, sao xa bầy cũng thương cũng quả điêu, em xa người đang lạc phím chung dây. Vỗ tay. Cảm ơn cô Tommy. Con cảm ơn cô đi. Dạ con cảm ơn cô. Xin mời lớp học của mình. Rồi mình đi xuống nha. Đã có được một thành viên mới. Chúc mừng. Con xin chào các thầy cô và quý vị khán giả. Con tên là Trần Gia Hơn. Năm nay con 9 tuổi. À, con đố các cô chú một câu nha. Con đố các cô chú hôm nay con thi cái gì? Múa nè, hát nè, kịch nè. Cô Huỳnh Mến ơi, cô có biết con dự thi gì không? Con quá à. Cô Mến đoán á. Ok, đoán là con sẽ múa ba lê đúng không? Dạ sai, biết. Chú Quốc Đại ơi, chú Quốc Đại, chú có biết con diễn gì không? À, chắc chú không biết đâu. Thì bây giờ con diễn nha. Yeah. Bây giờ chú Quốc Đại xin được phép. Yeah. Mẹ ơi, thì ra đây chỉ là mơ thôi. Mình ước gì mẹ mình có ở đây. Mình sẽ múa cho mẹ xem. Mình nhớ hồi đó mẹ còn biến tóc cho mình nữa. Mẹ ơi, bây giờ mẹ đang ở đâu? Mẹ có nhớ con không? Con nhớ mẹ lắm. Con nhớ hồi đó con còn... Mẹ còn hát ru cho con ngủ nữa. Ơ dí dầu cầu giang đông đinh. Mẹ ơi! Chứ cầu ơi. Tre lắc lẻo. Tiếng gì năm ru em bé ngủ đó. Mẹ mình chết rồi. Đây bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng? Mẹ bên này ở chốn nào? Con đơn mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi, hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ diện hiện về với con nhé, con nhớ mẹ. Lời nguyện cầu từ mẹ giờ này ở chốn xa xa, trông vợ con đã thấy mẹ. Mẹ xin dàn hát khúc ca, sao con thấy mẹ buồn? Nhìn cánh đồng xa xa, con nhớ mong về mẹ. Mẹ trở về với con ấm áp bên mái nhà. Và đó chính là Gia Hưng.
Dạ Hân ơi, con có biết rằng là lúc nãy đến giờ cô rơi không biết bao nhiêu giọt nước mắt vì con không? Cô rất là cảm ơn con đã cho cô một cái tiết mục phải nói rằng là đưa cô qua nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau, và con đã lấy được những giọt nước mắt của cô. Bé 9 tuổi nhưng mà cái vóc dáng rất là gọn, nhẹ như thế này và làm được những cái cảm xúc truyền đi rất là xa. Thì cô hy vọng là con sẽ về đội của cô Mến và cô Tố My, để chúng ta có duyên, để chúng ta có thể làm với nhau những cái tiết mục hay hơn như thế này nữa. Con là một cái thí sinh, cô nghĩ là đặc biệt nhất từ đầu chương trình đến giờ. Không giống ai cả. Nhảy cũng có, đúng không? Diễn cũng có, mọi thứ đều đầy đủ. Thế là cô nãy giờ cô ngồi nhìn con mà cô, trời ơi bây giờ làm gì ta? Phải làm gì nếu mà cô này về đội mình á? Sao nhưng mà không? Đây. Không sao là đã có chú Đại. Kiểu của con vừa hát nè, vừa múa nè, vừa diễn kịch nè, thì thầy Đại nghĩ là thầy Đại sẽ làm được nhiều cho con. Tuy rằng ở cái phần hát của con, giọng con rất là trong sáng, rất là hồn nhiên, dễ chịu lắm, nhưng cái phần phát âm của con còn bị lỗi rất là nhiều. Nhưng mà thầy tin thầy sẽ làm được cho con. Còn cái sự trong trẻo hồn nhiên ở trong giọng ca thì cái đó là về cái bản năng rồi. Nên thầy thì thầy rất là mong con về với đội của thầy để thầy có thể khai thác nhiều hơn, để con sẽ tìm được trong chính con người con cái điều gì con sẽ thật sự thích nhất, để con có thể làm một cách tốt nhất. Cảm ơn thầy. Xin được cảm ơn quý thầy cô rất là nhiều. Và bây giờ con gái thân mến, con phải đưa ra quyết định của mình. Con rất là vui khi được các cô chú chọn con, nhưng mà con rất là buồn khi chọn được một lớp, nên con sẽ chọn về đội của chú Quốc Đại. Đang mùa hè mà nghe bé hát xong cái tưởng xuân đến Tết về không vậy đó. Cảm ơn con, một cái bài hát rất là dễ thương. Mời chú Thanh Bạch góp ý ạ. Ở cái tuổi này giọng của con rất là tuyệt vời.
Nhưng mà làm con trai nó khó cái chỗ là khi nó chuyển giọng sang giọng giọng nam, giọng đàn ông. Thì trong giai đoạn này chú thấy rất là đồng ý để con có thể tỏa sáng trong những vòng tiếp theo với sự hợp tác với lại nghệ sĩ Hữu Quốc. Chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Và mời giám khảo Hoài Linh đưa ra quyết định của mình. Chú chỉ góp ý như thế này thôi. Hát thì con hát rất là ngọt ngào. Dĩ nhiên là với cái rướng hơi nó hơi cao so với con. Tuy nhiên cái đó chú không đặt nặng lắm. Chú chỉ đặt nặng một cái điều là gì nè. Tức là khi con phát âm thì ráng làm sao cho nó rõ ràng cái chữ. Ví dụ như là làm lễ rước ông bà. Khi con hát cái câu làm lễ rước ông bà thì chú nghe cái chữ rước á, nó thành cái chữ rước đó. Nó con hay bị hụt cái chữ như vậy đó. Giống như làm lễ rước ông bà, chứ không có nghe làm lễ rước ông bà. Vì thế con ráng cố gắng tròn dành rõ chữ. Ca cải lương là phải tròn dành rõ chữ. Với lại nhờ con những cái chữ mà XS với SS đó con phải sửa lại, chỉnh lại. Cô đồng ý cho con bước vào để con thở lên nữa. Cô Thanh Hằng đã đồng ý, chú Hoài Linh nghĩ sao ạ? Bây giờ trước khi tôi ra cái quyết định này thì tôi hỏi nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Thật sự ra thì anh thấy bé hát rất là tốt. Cái quãng cao thì nó tốt hơn cái quãng trầm. Nếu mà anh làm một cái dấu đồng ý thì chắc chắn là em phải gò cái cách phát âm cho cháu cho nó chuẩn hơn. Cái đó nếu mà em gật đầu một cái thì anh gửi, còn không thì anh gửi về nhà. Nãy là Quốc với lại Yến Trang cũng có bàn với nhau là cái những cái quãng cao của con á, ca sáng lắm, mà cái quãng con xuống trầm á, dường như nó bị mất chữ. Đội dân ca cải lương và dân ca đương đại dường như cũng còn nhiều. Thì thôi bây giờ tạm chờ một tí xíu được không con? À chưa. Cái phần tạm chờ đó chưa tới chú. Không nhưng tôi mà chỉ hỏi ý kiến chú cho tôi mà. Ừ cái là chú phải nhận rồi. Bây giờ chú chỉ hỏi thôi. Mà cái này là chú làm khó em của chú. Khi chú gửi con cho chú Quốc thì chú Quốc phải mài dũa con như một cái viên ngọc để cho nó sáng hơn, cho nó tốt hơn. Yeah. Cho nên là chú phải hỏi cái tay thợ này nè. Dù chú biết tay thợ này là thợ giỏi chứ không phải là thợ bình thường. Bây giờ nghệ sĩ Hoài Linh đã đề nghị Hữu Quốc trả lời yes hay no thì hãy nói ra liền. Đồng ý hay không? Không tôi nói no. Sẽ gửi cho em nếu em thấy không phiền. Có gì đâu mà phiền. Thôi bây giờ nói thì nói. Cái quyền quyết định vẫn là chú. Và chú Quốc sẽ là người nhận lãnh cái trách nhiệm này. Khi chú Quốc là thầy của con. Chú đồng ý. Chúc mừng con nhận được những sự đồng ý từ các vị giám khảo. Đến với thầy của mình nào. Có Xuân. Mặt mày mà Xuân cái gì? Cái mặt mày là nếm về ở đợ thì có. Dạ. Mày ở đợ. Qua dạ. Đây ẩm tao qua bên đó coi. Trời ơi. Dạ thưa bà, con không phải là Nghi Xuân. Mày dạ. Không phải Nghi Xuân, mày không phải Tấn Lực. Mày là ở đợ thì mày đi vô trong. Dạ con là ở đợ tên Nghi Ngờ. Dạ. Đi vô. Dạ. Nghi Xuân, Tấn Lực đâu rồi? Tấn Lực, Nghi Xuân. Trời ơi, giờ này mà chưa có chịu đi ra đồng ruộng, chưa có chịu ra đi, bước ra đi. Tao đã nói với tụi bay rồi, bước ra đi. Tao nói tụi bay rồi, mẹ của tụi mày chết đi ha. Thì giờ còn lỡ cái gì khóc? Tao chưa nói làm gì khóc. Còn cha mày á thì ra ngoài biên cương để trấn ải biên thùy ha, để lại cho tao. Tao giữ hai đứa tụi mày, tao mệt quá. Chỉ có cái việc là nấu cơm nè, rồi giặt đồ nè, rồi ra đồng nè, lo cho trâu bò heo ăn nè, nhiêu đó cũng không làm được. Cũng không làm được nữa mày hả? Đau quá. Đau gì hả? Chị ơi, đừng ơi, con đau quá. Vô đây tao hiểu. Buông ra. Nói chị em mày buông ra, đứng qua đi. Tao đã nói rồi ha, phải làm cho đúng đàng hoàng nghe. Phải đi ra ngoài đồng mang chăn trâu,
cho heo ăn, rồi nấu cơm, rồi giặt đồ nghe chưa. Cái con kia giòn là thấy ghét gặp cái mẹ rồi mà. Tao đi ra ngoài có một chút xíu công việc, tao trở về mà nếu công việc nhà không xong đó ha, là tụi bay chết với tao nghe chưa. Tin đi cưng. Ai ơi, nãy sao á, em làm đúng hay làm sai gì á, cũng bị gì đánh đòn á vậy? Hay không biết nữa, chắc có lẽ vì nhớ thương cha nên vì có chút bực bội. Mà em nè, bổn phận mình là con á, dù gì có đánh đòn bao nhiêu đi nữa em cũng không được cãi lại lời gì nha em. Em không chịu đâu. Kể từ ngày á mà cha cưới dì về làm vợ, hễ á mà có mặt cha thì dì làm bộ thương yêu chăm sóc cho chị và em. Còn khi cha đi xa thì chị và em bị ăn đòn tét đít luôn. Người lớn sao kỳ ơi. Cha ơi, sao cha đi lâu quá không về? Mẹ ơi, sao mẹ sớm bỏ hai con để người ta hai con với mẹ? Em ơi, em đừng khóc nữa cho lòng đau. Hai đầm đây gói tay lên đầu chị ru ngủ, tiếng ru ơi à. Bao đắng cay xin dành cho mình chị. Không, em không ngủ, em muốn được gặp mẹ.
em nè, hồi tối hôm qua á, chị gặp mẹ á. Ủa, thiệt hả hai? Ừ, mẹ nói là hôm nay là sẽ về gặp em. Vậy hả hai? Vậy tối nay chị em mình được gặp mẹ rồi. Không, mẹ nói với hai là đêm nay á chỉ muốn gặp có một mình em thôi à. Ủa sao kỳ vậy? À, thì tối hôm qua mẹ gặp chị, mẹ nói là mỗi đêm á chỉ được gặp có một đứa con thôi à. Ý, mẹ mau nhắm mắt lại ngủ đi, mẹ sắp về tới rồi đó. Vậy nhớ hai, em nhắm mắt lại nha. Nhớ nhắm mắt lại nha, không được hí hí á, mẹ sắp về tới rồi đó. Mẹ ơi, con sắp được gặp mẹ rồi. Tân Lực. À, mẹ về. Tân Lực, con đừng chạy tới bên mẹ, vì mẹ chỉ về đây với con qua làng sương mộng mà thôi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Không có mẹ, không có cha bên cạnh, vì mẹ đánh con quá trời luôn. Cái đầu con bây giờ còn sưng huyết cục luôn nè mẹ. Chăm sóc nâng
sống ngày còn thờ. Đó cũng là ước nguyện của hai con khi không còn hình ảnh mẹ hiền bên cạnh. Con biết đêm nay là con không gặp mẹ nữa, nhưng mẹ mãi muôn đời trong trái tim con. Tấn Lực, sao con lại nói vậy? Sao con lại nói là đêm nay sẽ không còn gặp mẹ nữa? Dì ơi! Em ơi, tối rồi chị. Em biết chị là mẹ và mẹ là chị. Tức là em của chị. Chị ra đây với em đi. Chị đừng giả mẹ nữa. Em hứa từ nay em sẽ không đòi mẹ nữa đâu. Vì em biết mẹ sẽ không trở lại với chị em mình nữa đâu. Ngày hôm nay cảm ơn hai con. Cảm ơn hai con đã mang đến cho mọi người những cảm xúc rất là nồng nàn, rất là những ngọt, rất là ngọt ngào dành về tình mẫu tử. Một tràng vỗ tay dành cho hai con một lần nữa thưa quý vị. Và người rơi nước mắt nhiều nhất cho tiết mục của con nữa đó chính là giám khảo Hoài Linh. Xin mời anh ạ. Tôi lại cảm ơn Hữu Quốc một lần nữa. Tức là em đã đo ni đóng giày và em đã biết kết hợp hai thí sinh lại để làm một cái một tiết mục rất là hay. Cái phần trình diễn của hai cháu rất là đầy cảm xúc. Đó là nói về cảm xúc nhé. Và tôi khen về cái phần dàn dựng là cái lúc mà tôi nhói lòng nhất không phải lúc các cháu khóc, ngay cái phần đầu mà tôi nhói lòng nhất là chị hai, chị ra đi. Em biết rồi, em 10 tuổi rồi. À, sau khi con dàn trải hết tất cả cái cảm xúc của con khi nói vô ngồi ngủ đi mẹ ru cho con ngủ cái này nọ, con vẫn làm theo. Và cuối cùng khi mà nói cái đó, tự nhiên chú cảm thấy chú nhói ở trong lòng. Tức là chính bản thân con đánh lừa cái sự suy nghĩ của con để con biết mẹ con vẫn còn hiện hữu bên con, dù mẹ con là vô hình. Cái đó chú cho là một cái phần dàn dựng của thầy con rất là tuyệt vời. À, lúc mà coi thấy cái đạo cụ thì cũng chưa đoán được cái kịch bản. Thì đương nhiên là cái kịch bản mà Phạm Quốc Hoa thì cũng đã thuộc lòng rồi. Nhưng mà thấy cái đạo cụ thì Bùi Rơm là đương nhiên rồi. Nhưng mà thấy có một cái hình nộm con lại cũng chưa nghĩ. Nhìn cái hình nộm cứ tưởng tượng như là phim bùa của Thái Lan. Nhưng nửa đêm cô đem cái áo ra thì diễn cái vai là giấu đi làm người mẹ. Cái lúc đó thì con lại mới biết là mang ý nghĩa là cái hình nộm Rơm để là cái mục đích là như vậy. Đây là một cái sáng tạo rất tuyệt vời với một người đạo diễn. Và nói gì cho cùng đi nữa thì cũng cảm ơn đạo diễn đã làm một tiết mục quá tuyệt vời cho hai bé. Cảm ơn hai em. Cảm ơn giám khảo Quang Lê. Còn bây giờ thì các con có muốn nghe ý kiến từ bà Tào Thị không? Dạ muốn. À, bà Tào Thị ơi, hồi nãy mình ác quá ác luôn á. Bây giờ mình phải làm sao để mình chuột lại nha. Hồi nãy thấy nắm đầu rồi quánh hai con quá trời luôn bà Tào Thị. Nhưng mà chị Hằng là quýnh là kỹ thuật không nha. Tụi con không có đau thiệt đúng không? Cô Thanh Hằng là đánh là kỹ thuật không? Ở dưới nhìn lên tưởng đánh thiệt không? Nhưng mà chú Quốc biết được bởi vì chú Quốc đã từng bị cô Thanh Hằng đánh không có đau miếng nào hết trơn. Còn có đau không con? Dạ không. Thôi thì nếu mà không có đau thì tôi cũng xin lỗi hai đứa con là tại vì không có sự tập dượt mà cô lại là làm cho cô hai đứa con có một sự bất ngờ. Nhưng mà thật sự con hỏi chú Hoài Linh thử coi, một nghệ sĩ hài cũng vậy, hát những cái gì khi bước ra sân khấu có những cái gì bất ngờ, hài cũng vậy,
chụp bắt bất ngờ, cái đó mới là linh động. Cảm ơn những chia sẻ của chị ạ. Và một lần nữa chúc mừng hai con đã hoàn thành rất xuất sắc tiết mục này. Một tràng pháo tay dành cho. Cái vạc cái nông sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi con. Không không, tôi đứng trên bờ mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi. Tranh nghèo có thương con dại lặn lội phương xa, vách núi gió ùa về đêm có gió ngồi nghe mưa đông lạnh thương ai mong ai phần đời nào. Nơi quê xưa nghèo lắm, đêm năm canh mòn mỏi. Ngày tháng giữ người, từng đêm vẫn nhớ thương. Chim ơi mang lời nhắn, theo mây gió về nhà. Cháy rát ngày hè xa xa ngôi trường, đôi chân băng rừng qua bao chặng đường về, rung rinh đám hoa dại có cây bên đường rộn ràng tiếng bé gái dáng hiền hòa sơn ca mơ màng, quê hương em là trong câu dân ca.
dịu dàng vầng trăng xưa thanh bình tròn câu hát bé thơ xa bao nhiêu là nhớ đây dưng dưng kỷ niệm kìa ai ơi quê mình đẹp hơn những bức tranh xanh bao la tình thắm nghe thơm hương ngọt lành nồng nàn lời ru trên tay mẹ vành nỗi ấm giấc mơ quê cho ta nhiều lắm sông kia không ngừng chảy này bao nhiêu chân tình còn xanh mãi thương nhớ ngày xưa khi còn nắm nỗi nghe mẹ hát thương nhớ ngày xưa khi còn nằm nỗi nghe mẹ hát câu dân ca trăng thanh vời vời hôn ai mơ màng nghe xa xa từng lời mẹ ru con chúc mừng Trần Hữu Tuấn và Bùi Thị Thúy với tiết mục Quê Mẹ. À, tiếng đàn ta lương rồi vậy nha. Đi xin trường gửi trên vai nắng chiều. Trong tiếng đàn
ơi tuyệt vời quá con ơi, là con sao mà có thể nó khác biệt đến như vậy chứ. Lúc mà con nói đó thì chú Nghĩa có cảm giác cái giọng con giống cô Việt Hương là sát đất vậy nè. Mà khi con hát một cái chú Nghĩa mới ngồi ngốc là ê con xuống con. Trời ơi cái giọng đó mà cao chót vót chuẩn biết nè. Chị giàu ơi chị giàu, em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị, em khi dễ chị. Hồi nãy chị giới thiệu bài này một cái là em lo liền. Bị cái giọng chị là giọng dầm khàn giống em đó. Cái nói ta lanh quá ha, đàn ta rưng đồ gì. Lát nó không được biết tôi. Trời vừa cất giọng hát lên kêu chị liền chứ bộ. Chị giàu á chị giàu. Chị có cái hơi nói bình thường á là cái hơi của em. Mà khi chị cất lên là hơi của bà Ngọc giàu má em. Trời cái hơi khủng khiếp. Trời ơi nể phục. Không còn nói gì được nữa. Còn nói gì nữa em xin lỗi chị không? Dạ mời chị vô vòng trong chị. Chú không nói mà chú sẽ làm một cái logo của Thanh Hằng mùa 1. Cái vụ gì? Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Vậy đó. Bây giờ cái vấn đề ở chỗ là cô không biết con nên về chú Chí Thiện hay là chú Quốc Đại. Con quá tuổi đi vô lớp chú Quốc Đại rồi cô Trang ơi. Theo chú á thì để tốt nhất cho con thì con về đội chú Chí Thiện. Tưởng anh dành cho em nữa chứ. Chứ là chú Đại cũng rất là muốn dành con về nhưng mà con quá tuổi đi vào lớp của chú rồi chú ơi. Chú đó. Tiếc lắm luôn. Chú Chí Thiện thấy làm sao? Giọng ca của bé thì đầy nội lực và cái với cái giọng này thì hát được rất nhiều thể loại. Hát được nhạc nhẹ, hát được nhạc đen. Chạy về với chú Chí Thiện. Một sai nốt nhiều quá, tại vì bài này là một bài rất là quen thuộc. Cái thứ hai nữa là cái nốt thấp của con mờ quá, cho nên cái đó là cái điểm rất là hạn chế của mình. Nếu cô được ở gần nhà con là cô sẽ chạy qua cô rèn giũa cho con thêm. Lần sau thử tài siêu nhí. Nếu cô được may mắn ngồi đây lần thứ ba, có khi con sẽ được chọn. Ok. Hát được, đẹp, dễ thương. Nhưng mà cái cột hơi, mình về mình tập lại. Năm sau mình quay lại mình thi, đúng không? Mình đẹp, mình có quyền. Năm sau mình chỉ lo giọng hát nữa mình quay lại. Hát con, không có gì buồn hết. Không không được, cái này kỳ sau mình làm lại. Hát con ha. Như bao gió sương còn vương bình trên lá, như bao nụ hoa ngã xinh môi em cười, như xuân chờ đông tình ta còn xa quá, nên em chờ anh chẳng biết đến bao giờ. Đêm nay từng đàn chim trắng về xa anh, biết ngày xuân nàng sự là con ca bài hát vuông tròn đầy đủ. Dạ. Nhưng mà đối với chú là con hoàn thành ở trong cái mức độ là dạ. Dễ thương. Nhưng mà để đột phá thì chú chưa nhìn thấy cái đó từ giọng hát của con. Con hiện giờ con gái Thoại Vân á, hiện giờ con đang ở cái mức mà học sinh trong trường mà đi dự một cái buổi 20 tháng 11 là con lên trình diễn á, là con nhất trong các bạn. Nhưng mà đối với để lên một cái sân khấu thì con chưa đủ sức ha, cho nên cần phải về tập luyện thêm. Mình sẽ gặp nhau ở mùa sau. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam, nhà gì đâu xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời, xuôi mãi chiều sông ông đông, đêm chẳng kịp tới chợ Cà Mau, xuống dễ thương nè, rồi hát cũng đi được tới cuối đoạn đường nhưng mà vẫn chưa có cái sự tinh tế, tức là cái độ sắc của mình nó không có, cho nên cái phần thể hiện của mình nó chưa có bén. Cô hy vọng là khi về nhà nếu con vẫn còn muốn tập hát thì mẹ sẽ tiếp tục cho con đi học để con có thể tiến bộ hơn nhiều hơn. Con hát mà cô cứ tưởng con là con gái Út dưới Cà Mau thiệt, nhưng mà tại vì mình mới có 5 tuổi à, cho nên là biểu diễn của con á
chưa có đủ, mình gung mà lo mình phải hát, mình đứng im đó mình hát ha, nhớ lời, cho con thêm 1-2 năm nữa con sẽ có kinh nghiệm nha. Yeah. Hẹn con ở mùa sau. Rất tiếc khi phải nói lời chia tay với ba thí sinh đáng yêu của chúng ta. Cho Trung Hậu. Xin mời ý kiến của các thầy cô. Cô Tú My trước nha. Cô rất là thích cái màu giọng của con, rất là vang, rất là sáng. Và con hát ca cổ, đặc biệt là xử lý rất là tinh tế. Một cái nữa là cô yêu cái mộc mạc trong con người của con. Con bước ra, con mặc bộ đồ áo sơ mi, quần tây thôi, nhưng mà cô thương vì cái điều đó. Cô rất là quý. Về đội của cô đi, cô sẽ có những cái bản phối phù hợp với con. Phù hợp với con. Và cô còn có phòng thu âm nữa.
Con hãy về đội của cô sẽ thu âm những ca khúc mà con yêu thích con nha. Rồi, lời dụ dỗ của lớp học bên này đã hết. Bây giờ con lắng nghe lời dụ dỗ của lớp học bên này, xin mời. Nói gì lời dụ dỗ thế ghê quá à. Nói vậy để cho người ta biết dụ thiệt mà. Lời thuyết phục. À, thuyết phục. Anh Đại hiền lắm. Không, thật sự thì thầy Đại rất là thích cái sự mộc mạc của con khi mà con trình bày cái bài vọng cổ này, hát một cách rất là tự nhiên. Và thầy Đại chỉ tiếc cho con là cái bài vọng cổ thì cái phần quan trọng nhất là vô vọng cổ. Thì cái phần đó con lại bị điểm trừ. Con không có nghe kỹ cái dây để mà con hát cho 9 dây. Nên con hát bị trên dây một xíu. Nhưng mà sau cái phần con xuống vọng cổ xong là từ cái đoạn sau là con hát rất tốt luôn. Thành ra con phải chú ý thêm. Con chỉ cần khắc phục cái gọi là bản lĩnh sân khấu của mình. Xin được cảm ơn các thầy cô. Và bây giờ sẽ là sự quyết định của con. Con sẽ về với lớp học nào? Dạ thì con rất là yêu các cô, yêu thương các cô chú. Nhưng mà con chỉ chọn được một lớp thôi. Dạ con chọn. Chúc Đức Đại. Chúc mừng con, xin mời con về. Đau lòng quá. Thưa quý vị, có thể nói đây là một thí sinh cũng rất đặc biệt của chương trình chúng tôi. Bởi vì lần nào thì cậu bé này cũng chọn những cái bài hát mà ngay cả những ca sĩ người lớn đôi khi cũng còn cảm thấy vất vả. Chứ đừng nói chi là một cậu bé như thế này. Lần trước quý vị còn nhớ không ạ? Bé đã chọn cho mình cái bài hát là Thư Pháp. Lần này thì là Mái Đình Làng Biển. Đều là những cái bài hát mà cần một cái quãng giọng rất là rộng và một cái nội lực cần đủ có để có thể trình diễn được. Và con thấy không, vừa rồi con hát cái khán giả vỗ tay quá trời luôn, có nghĩa là phần trình diễn của con đã thành công. Chúc mừng con nha. Cảm ơn chú. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Con biết luyến lấy nhấn nhá đúng nơi đúng chỗ. Tuy nhiên là đối với cái tuổi của con á, để xử lý mấy cái bài này á, cô chú anh chị lớn á,
cũng đã xử lý còn khá vất vả chứ đừng nói gì con. Nhưng mà muốn cho nó hay hơn, à, cho nó ngọt ngào hơn nữa, à, thì chú muốn con, à, nếu mà chọn cái thể loại nhạc này thì con phải thì cần cái độ ngọt và độ chín. Con hát lại cho chú nghe. Ôi vuốt cong mái đình. Ôi vuốt cong mái đình, ơi nước non ân tình, hồn Việt Nam như thế. Thua bình mê. Tức là chỉ có một cái chỗ mà con xử lý đúng hai chữ thôi. Chú cần con hát hai chữ là ôi vuốt cong mái đình, à, nó sẽ ra cái bài hơn, đúng không? Nhưng mà hy vọng rằng khi con về được với huấn luyện viên của con thì chú ấy sẽ làm cho con những cái khác hơn. Em đang nghe em thắc mắc là tại sao anh Hoài Linh lại nhận xét về cái bài này một cách chi tiết, nó sâu sắc đến như vậy. Cái sau đó em mới vỡ ra trong đầu em rằng thì ra anh Hoài Linh đã từng hát cái bài này rồi. Và ông chỉ hát không đâu mà còn hóa thân thành một cô gái nữa đó. Cho nên quý vị bây giờ thử lên trên mạng bấm Hoài Linh mái đình làng biển coi, bùng một cái hiện ra một cô gái đẹp tuyệt đẹp hát cái bài này hay lắm, là ảnh đó. Thật sự ra là chính bản thân chú lớn rồi mà chú nhiều khi chú cũng tập tành chú hát, nhưng mà cái này là âm hưởng của Bắc Bộ, nó có một chút xíu ca trù ả đào trong này, cho nên là cái độ liếng láy nó hơi khó. Chú đây mà chú còn chết lên chết xuống với nó chứ đừng nói gì con. Chúc mừng con, chú chọn con. Chúc mừng con. Sự lựa chọn đầu tiên đến từ giám khảo Hoài Linh, mời cô Thanh Hằng. Cũng như là chú Hoài Linh nói đó, cái bài này nó phải có những cái luyến láy đó mới đỉnh á. Nó đặc biệt là ngay chỗ đó là phải như vậy. Cho nên là con nếu mà về đội mà thầy có dạy con thì thầy cũng nhớ. Ví dụ mà có những cái bài như thế thì là con cố gắng cho nó sâu vô chút xíu nữa nha. Cô chọn con luôn đó. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Và mời chú Thanh Bạch. Chú đồng ý. Cảm ơn chú Thanh Bạch. Con được vào vòng trong. Cảm ơn các vị giám khảo. Chạy về với thầy giáo của mình nào. Sao kỳ vậy cả? Chắc nó dướng vô đầu á. Tú ơi, con ngồi yên đó nha. Để cha xuống cha coi con dướng vô cái gì nè. Cha gỡ ra rồi, cha con mình đi bắt cá nha con. Mưa đâu mà giữ thần vậy trời. Chết con tôi rồi. Tú, chụp cho đỡ lạnh đi con. Chào.
Và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho danh, danh sao cho thường. Những lời của cha năm xưa thiệt là nhiều cá để có một bữa cơm ngon nha cha. Rồi giờ cha dắt Tú đi nha, đi đi con. Con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ dù con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say. Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên. Một bên con cứ dặn con nên người, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Tình thương cho con bao la biết mấy, những đêm mong con trong tay khóc ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù căm đến, nhưng con thật lòng muốn nói. Anh sao để cho con sáng soi, con một con, ôi mẹ yêu.
được bên con khuyên răn con nên người. Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Tình thương cho con bao la biết mấy, nhưng để một con trong tay khóc khóc vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù con nghĩ, nhưng con thật lòng muốn nói. Ai sao để cho con xem soi là mẹ yêu, cú hát sự mà trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu. Dẫn con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, đưa con đi qua cả suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi xa đi cho con. Tươi đẹp như màu hoa xinh, có đôi
khi thấy buồn một mình. Tâm hồn không phiền không sầu vì ai. Màu mắt hơn ngay tóc xóa buông dài. Lời yêu đương vẫn xót bên tai, nhưng lòng chưa hề yêu ai. Mái trường thân mến và bao niềm tâm tư khó quên. Bây giờ kỷ niệm trốn vào thời gian, ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn. Tìm tương lai giữa chốn xa hoa. Bạc cuộc đời phong ba nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Tìm tương lai giữa chốn xa hoa. Phiêu bạc cuộc đời phong ba nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Và các vị khán giả, con tên là Quỳnh Mẫn Nhi. Năm nay con 4 tuổi, con đến từ Đức Huệ, Long An. Con xin hát bài Em Đi Qua Cầu Cây. Một ốc tiêu nữa của chương trình. Con gái lên đây coi. Trời ơi, cho hỏi thăm xí nè. Ai quánh son cho con vậy? Mấy cô. Ờ, con thích không? Dạ thích. Trời ơi, thanh niên xung phong mà quánh cái son đỏ chót ha. Nhưng mà rất là đáng yêu. Cưng quá trời. Mấy luôn cô à. Chú thấy sao cô Thanh Hằng? Trời ơi, cô xin mời chú Quốc Đại rước em về với quê hương. Chú Quang Lê bước ra là cái là ghiền luôn rồi. Chú rất là
thích con đấy. Hồi nãy giờ là chú ngồi chú say mê đó. Chú thích cái bộ trang phục của con. Cô du kích nhỏ dễ thương quá, chú yêu con. À, chú Lê yêu con, vậy là chắc chắn là chú Lê sẽ chọn con. Cô Hương, sao này cô Hương? Nói gì nữa, vừa bước ra có chiếc cầu cây cao mà trên khoảng 8 mà trên ốc o luôn, không còn cái dây nào nữa trơn. Còn nói gì nữa Quốc Đại? Rước về Vinh Liền Quốc Đại ơi. Chúc mừng con về với lớp của thầy giáo Quốc Đại nha. Đây, lớp tài năng nhí và tài năng đặc biệt.